Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và lúc này thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình đi du học khắp bốn phương, đến các server nước ngoài xem là họ có cái gì hay ho hay không. Hôm nay là thứ hai nên là thực ra cũng không có quá nhiều thứ hay ho, nhưng mà ở bên server Singapore Malaysia họ đang ra một cái vòng quay mới, nó tên là Lucky Scale. Đấy, Lucky Scale. Và cái vòng quay này chúng ta sẽ trúng được một bộ đồ mới trông rất ngầu. Đấy, trông rất ngầu cháy bầu luôn. Tôi cũng đang chưa biết là nó sẽ kiểu như nào. Ui, con Kelly chạy lâu thế. Và hơi đầu lâu, cái gì đây? Lucky Scale Spin for Discount, tức là quay để trúng thưởng. Uầy, cái bộ bên này trông lực nhỉ, kiểu hoàng đế bóng đêm ấy. Đấy, kiểu ông hoàng xác chết. Cái gì đây? Úi giời, có 38% thôi à? Vâng, có 38% anh em ạ, cùi thế nhở. Và cái này trông như cái cân ấy, và vòng quay cái cân. Ôi giời, vâng, Lucky Scale, Scale trong tiếng Anh là cái cân anh em ạ. Và quay 5 phát thì sẽ trúng được khẩu XM8 mới, khẩu XM8 huyền thoại mới. Còn quay 3 phát thì sẽ trúng được đó là cái vé thẻ vô cực. Đấy, cũng có thể trúng một phát được bộ trang phục luôn. Nào, 4 kim cương nha. Đấy, 4 kim cương đầu tiên nào. 4 kim cương tích cực quay tay vận may đến luôn. Ui xôi ôi, Underwood Wrecker Bundle à. Cái gì đây, gọi là ông hoàng bóng đêm à, chúa tể bóng đêm à. Ui xôi ôi, ôi 4 kim cương trúng luôn bộ trang phục kìa anh em ơi. Và 4 kim cương trúng luôn bộ trang phục huyền thoại. Trời ơi, những người ghen tị sẽ bảo là chỉnh tỷ lệ, nhưng mà đây là gà rán Singapore. Thế thì cảm ơn anh gà rán Singapore nhá. Đấy, cảm ơn anh Garena bên Singapore nhá. Mặc dù em không biết anh, em chưa gặp anh bao giờ ở ngoài đời, nhưng mà anh đã chỉnh tỷ lệ cho em xin cảm ơn anh luôn. Đấy, em xin cảm ơn anh luôn. 4 kim cương trúng luôn trang phục huyền thoại, không phải nói nhiều. Đấy, 4 kim cương trúng luôn trang phục huyền thoại, nói gì đấy anh em. 4 kim cương, và 4 kim cương anh em ạ. Và những người ghen tị sẽ bảo được chỉnh tỷ lệ, nhưng mà chắc là được chỉnh tỷ lệ thật rồi. Và sang cả server Singapore mà cũng chúng được chỉnh tỷ lệ như này thì nó phải gọi là hết nước chấm. Sang server Sing mà vẫn trúng được 4 kim cương trang phục này, tôi thấy quá đỉnh. Nào, 17 kim cương nào, 17 kim cương nào, 17 kim cương ở lượt quay thứ hai. Ôi giời, 17 kim cương trúng luôn thẻ vô cực ạ. Ôi, cái gì thế này? Và 17 kim cương trúng luôn thẻ vô cực kìa anh em ơi. Ui xôi ôi, 4 kim cương trúng trang phục huyền thoại, 17 kim cương trúng thẻ vô cực. Trời ơi, và lấy một trang phục một cái thẻ vô cực chỉ hết có 21 kim cương. Trời ơi, và ui, còn rẻ hơn mớ rau. À, rẻ như mớ rau anh em ạ, chưa bằng mớ rau luôn. À, một mớ rau thì cũng phải độ tầm 10.000. Đấy, 21 kim cương là bao nhiêu tiền? Và ui xôi, rẻ như mớ rau anh em ạ. Ảo thật đấy. Ảo thích nhỉ. Nào, quay lượt tiếp theo là 59 kim cương nào. Và ra được cái dù vớ vẩn. Nào, 61 kim cương. 61 kim cương trúng được cái vé quay vớ vẩn. 199 kim cương. À, 199 kim cương mình chắc chắn là sẽ trúng được đó là cái skin súng XM8 Paradise Defender. Đấy, Paradise hộ vệ thiên đường à. Và khẩu XM8 này cũng mới đấy. Khẩu này chưa ra bao giờ, nó như nó là skin huyền thoại thì phải. Và ui, rẻ như mớ rau anh em ạ. Lúc đấy tôi có 2.400, tức là tôi mất 300 kim cương để tôi trúng một trang phục, một cái dù, một thẻ vô cực và một skin súng XM8 huyền thoại. Trời ơi, và những người ghen tị sẽ bảo được chỉnh tỷ lệ, nhưng mà chắc chắn đây là được chỉnh tỷ lệ rồi. Tôi cũng nghĩ đây là chỉnh tỷ lệ rồi, không thể có lý do nào mà nó lại rẻ đến như thế này được. Và không biết là cái này mà về server Việt Nam thì giá nó sẽ là bao nhiêu. Sao con Kelly chạy lâu thế? Ảo thật đấy, và ảo tung mấy cả chảo đấy anh em nhá. Mà không quay clip lại anh em phải bảo điêu. Ui, hai sát thương một tầm xa, được thiên sứ hộ mệnh. Được thật sự ạ. Và ui, cái skin này có 199 kim cương, tôi lấy 199 kim cương ạ. Ui, rẻ thế nhở. Ui, rẻ thật đấy. Ui, không thể nào mà tin được luôn, thề không thể nào mà tin được là mình lấy những cái đồ này nó rẻ đến như vậy. Và lấy cái skin súng quá rẻ nhá, lấy cái bộ trang phục kia quay phát ra luôn có 4 kim cương anh em ạ. Và có khi là mình tạm biệt server Việt Nam nhỉ. Và tạm biệt server Việt Nam, mình chuyển hộ khẩu qua bên server này thôi. Và ảo thật đấy, bộ trang phục ảo tung hay chào đâu nhỉ. Đây, nó nằm trong này. Đấy, nằm trong này đấy. Ui ui, đánh nhau gì đấy? Ui đánh nhau đấy. Ui đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Ui đánh nhau. Ui lạnh chúa bóng đêm à, cái bộ này. Ui bộ này đẹp chưa đấy. Ui đấm đấy, đấm. Ui 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 ui, đấm đá, đấm đá, đấm đá. À, ui đẹp thế nhở. 4 kim cương
Lạnh chùa bóng đêm 4 kim cương. Trời ơi, mặc bộ này ra đường VIP phải biết anh em ạ. Và trông kinh ấy. Và đội quả mũ sắt xong rồi cái sắt lại thò ra khỏi cái mũ. Chất như đội bán nước cất. Ui, được thật sự. Tôi không cần biết là anh em nhận xét bộ này đẹp hay xấu, nhưng mà tôi lấy bộ này chỉ có 4 kim cương mà thôi. Đấy, chỉ có 4 kim cương. Trời ơi, bên sân bạn này rẻ thế. 300 kim cương, bây tôi có 2.400. Bây tôi còn 2.400 kim cương. Ôi, bây giờ mất có 300, ăn đủ một đống đồ. Và nếu mà server nào như server này thì mình sẽ thừa rất nhiều tiền. Và nếu mà có tiền thì mình sẽ ghé qua Realty Store để mình mua phụ kiện điện thoại như là tai nghe, cách âm chống ồn. Ngoài ra thì đợt này đang rất hot, đó là thay loại tai nghe không dây T33 và X15. Đấy, XT15 và T33. Đấy, anh em nào mà đang có nhu cầu mua tai nghe có thể ghé qua Realty Store nha, để có thể sở hữu cho mình. Đó là những cái đồ này với mức giá đang giảm tới 50% chỉ trong ngày hôm nay 25 tháng 7 và thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ quay lại game. Trời ơi, được thật sự. Mà team bị quýt một thằng anh em ạ. Đấy, khổ lắm rồi. Và khổ lắm rồi, nhưng không sao, mình sẽ bật chế độ gánh team. Địch bắn căng lắm. Địch bắn căng đét và khá là lẹt luôn. Đấy, trận này mình có XM8 nhá. Nhưng mà bây giờ mình phải thịt được khoảng 2 thằng đổ lên mới lấy XM8. Game 1 lại thua. Game 1 chúng nó lấy thịt đè người anh em ạ. Game 1 chúng nó lấy thịt đè người mới lấy người đè thịt anh em ạ. Thế nên là không ăn được. Đấy, úi xôi, này xin nhẹ cái đầu Malakai. Đấy, xin nhẹ cái người. Làm sao? Thằng em sao bắn đồng đội cậu này, walk các kiểu này. Thằng này hồi sinh à? Hồi sinh đứa này bắn phát làm đít. Đấy, xôi, toang ngay. Ok, chạy ra ngoài nhặt đồ tí. Ôi chà, hai thanh niên thì mình ngất hết rồi à? Ái chà, Cheated. Và quadra kill. Quadra kill anh em ạ. Cái này gọi là quá mượt luôn. Xôi. Đấy, có tiền đóng XM8 rồi. Có tiền đóng XM8 phải gọi là chất và lượng. Và nó phải gọi là chất lượng luôn. Và mày chết. Ui, map này map tủ của tôi. Map này map tủ đè của tôi luôn. Đấy, map này map tủ đè của tôi. Ui, XM8 mình trông lực quá anh em ạ. Thiên sứ hộ mệnh. Nghe thấy nó phê rồi. Đấy, nghe nó thấy nó phê như con dê rồi anh em ạ. Và quá phê đội bắn dê mà quá bê đội bắn thê. Đấy, ok. Và thằng qua đây cũng bắn nó túp người. Qua đây cũng bắn nó túp người luôn. Đâu rồi. Có lẽ là mình nên đi trốn. Và địch có vẻ nó thủ ở trong cái nhà trước cửa rồi. Có lẽ tôi nên đi trốn. Căng. Và phải gọi là nhạc kiểu căng rồi. Và căng đét và khét là lẹt luôn. Căng rồi. Và ảo thật đấy. Và ảo Macara Venezuela đấy. Và ok. Và chưa thấy địch đâu anh em ạ. Chưa thấy địch đâu, mình lại phải tại Asia cheated. Bắn tôi. Asia bắn mình anh em ạ. Và cay thế nhở. Và được rồi. Ui ôi, thì mình bị thằng Kasen nó bắn chết rồi. Kasen để nó bắn chết thế kia. Ảo thế nhở, làm sao một cháu. Đấy, ui dồi, ui 36 sát thương này bắn phê thế nhở. Ui, và hết chuột các kiểu này, Rose các kiểu bắn chết hết. Đấy, Malakai để đứng lên tao lại bắn cho nằm xuống. Ôi, hủy diệt các bạn ơi, hủy diệt rồi, hay quá. TXT friend. Đấy, hủy diệt và đành phải hủy diệt rồi anh em ạ. Ở đây đứng lên chết tiếp. Máy bay đập vào mồm, chết thẳng cảng luôn. Ôi, tỷ số nâng lên nó là 2-1 dành cho vị trí của Rikaki ạ. Team mình chỉ có 3 người thôi. Đấy, nên là bắn nó hơi khó anh em ạ. Đây, tôi phải chơi cả liệu chim mồi. Đấy, tôi phải chơi cả liệu chim mồi. Ok. Một pha đẩy lên nào. Lên đây các cháu. Tầm này ngại gì va chạm nữa. Không ngại một cháu nào. Đấy, không ngại một cháu nào luôn. Mặc dù là chỉ có 3 người thôi mà quá phê rồi. Đấy, ôi thằng này nó còn chơi cả hành động nhạc trưởng này. Đấy, hành động nhạc trưởng thì cũng chất đấy chứ nhỉ. Và hành động nhạc trưởng thì cũng phải gọi là kinh ấy, không phải đơn giản đâu. Lên đồ. Đồng chí Tơ Linh lên đồ nào. Đồng chí Tơ Ri lên đồ. Rồi, mình sẽ ném mấy cái quả lựu chim mồi ra đây. Rồi, mình đi trốn. À đây rồi, một thanh niên nằm trốn với chúng tôi. Không được đâu bạn ơi. Khẩu này bắn ngon thế nhỉ. Khẩu này mặc dù nó không có tốc độ
bắn ấy, mà Việt Nam nó to, nó cộng sát thương và tầm xa, mà nói chung tầm xa cũng là một trong chỉ số mà cái khẩu X-M8 này nó rất là cần. Bắn 36 nam ạ, bắn như là X-M8 nâng cấp luôn. Đấy, ui bắn tầm này mà 28 nam này phê chưa. Và ui, chạy đâu, xin nhẹ cái đầu, chạy đâu con sâu, chạy đâu hết thoạt này, hết thoạt râu gì, xin nhẹ bạn cái đầu luôn. Bạn nào ra đây nữa ạ? Và kia chưa rồi, nó móc lốp rồi. Bạn tôi bị cái thằng ca sếp nó móc lốp rồi. Bắn ghê lắm. Đấy, làm sao chạy đâu, lại một viên vào đầu, lại hết thoạt Malakai, đạn xa là vào đầu anh em ạ. Anh em thấy phần mềm 145k ở đây nào ạ? Vâng, mềm 145k tín không ạ? Bắn đạn ra là vào đầu, bắn là chỉ có hết thoạt, tỷ lệ hết thoạt. A à, nấp trong nhà này, nấp trong nhà này, mày cũng kinh đây chứ nhỉ. Và nấp trong nhà này, ôi nó nhảy ra kia, kia chơi đó, đúng rồi, take the frame, chơi đó bạn ơi, chơi bạn ạ, thật là bạn chết rồi, take the frame, bạn chết rồi. Ôi tôi xong rồi, căng. Và làm sao, cho mày quả lựu đạn này, ui, căng rồi, căng anh em ạ, quá căng rồi, bắn xăng luôn, quá căng, vào địch của trốn là, ui, nó vẫn trong cái nhà này. À, làm gì đây? Vâng, làm gì đây? Xin cái đầu nhá. Right, hết thoạt đấy anh em ạ. Ok, sau hai bàn đấu óc chó ấy, thì mình đã bị gỡ lại tỷ số là 3 đều và hơi đen. Đấy, hơi đen, tất cả là lỗi tại tôi. Tôi cũng hơi húng, tôi cũng hơi gọi là tự tin vào sức mạnh bản thân. Đấy, hơi o cho. Tôi đã có những cái tình huống xử lý nó cũng khá là o cho. Đấy, mà thôi không sao. Và tôi sẽ có pha gọi là thịt luộc chúng nó. Đấy, để tôi thịt luộc cho nó mấy con hàng này. Và tôi phải thịt luộc cho nó chứ, tôi không thịt luộc cho nó bây giờ đi, ai thịt luộc cho nó bây giờ. Đấy, sao? Và thầy quýt rồi, thằng này nản. Ô kìa, take friend, cẩn thận bạn ơi. Và sao bạn gần chết thế? Bạn gần chết thế. Giết con boss này trước, con boss ro xè. Thằng này nó bị chết nhiều, nó quýt anh em, nó nản, nó quýt. Đấy, ui, nhìn trông mấy thằng địch kìa. Và để tôi, ui, húp ngay quả súng trường. Đấy, sao lại không nhặt khẩu AK nhỉ? Chà, bây giờ cái hệ thống loot đồ trong trò này nó sida thế nhỉ? Sao lại không nhặt khẩu AK nhỉ? Đấy, nhặt khẩu Famat nhỉ? Famat hổ vằn thôi cũng được. Ô kìa, kìa, đứng đây làm gì bạn ơi? Ô lên, ô, chút xíu, địch bắn ghê thế nhỉ? Và càng, ui, nó lại bơm lựu ra này. Nó lại bơm lựu ra liên tục tục, hay quá bạn ơi, Spiran hay quá, Spiran làm đôi cháu rồi, hay quá, còn một thằng ơi, ra quẩy nó đốt, quẩy nó đốt, ôi, không được, để tôi, ôi giời, ở đây vẫn còn người, vẫn còn người, ôi kìa thầy quá, ca sen đã bị nó nằm giờ, đi tìm mình thì rồi, kìa, có một thằng nữa bạn ơi, kìa, nó đang tiêm chích kìa, thì đó, hay, ui trời ơi, tìm mình toàn thánh mở 1887 cả, được thật sự, được tìm gánh ạ. Vâng, được team gánh, mỗi tội mình làm 17 kill. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh đến với kênh của Ria Kia mình, đừng quên để lại mình một like, một subscribe, được đẹp try, được xinh gái. Bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau nha. Bye bye.